quả. Xem tử vi tuổi Canh Thân năm 2024, nam mạng. Tuổi Canh Thân là thực quả chi hầu, tức là khỉ ăn hoa quả. Dương mạng tuổi Âm là 45 tuổi, sinh từ ngày 16 tháng 2 năm 1980 đến ngày 14 tháng 2 năm 1981. Về ngũ hành bản mệnh là thạch lựu mộc, tức là cây lựu đá, gặp hành hỏa là sinh xuất. Về thiên can là Canh, ngũ hành thuộc kim, gặp can giáp thuộc mộc là tương phá. Về cung phi là Khôn, hành thổ, gặp năm cung phi trấn hành mộc là họa hại. Về sao chiếu mạng là sao mộc đức. Về vận hạn, gặp hại huỳnh tuyền, hoàng ốc và tam tai. Về tướng xương và tướng tinh là xương con khỉ và tướng tinh con chó sói. Tuổi Canh Thân năm 2024, nam mạng. Về ngũ hành. Tuổi Canh Thân nam mạng trong năm 2024 có ngũ hành bản mệnh là mộc, gặp hành họa của ngũ hành năm Giáp Thìn, thể hiện quan hệ sinh xuất. Điều này cho thấy năm 2024 là một năm tương đối tốt lành đối với quý nam tuổi Canh Thân. Quý nam có thể gặp được nhiều cơ hội thuận lợi trong công việc, có thể thăng tiến lên vị trí cao hơn hoặc là được giao những nhiệm vụ quan trọng. Tuy nhiên, quý nam cũng cần phải cẩn thận trong việc xử lý các mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên. Về thiên can. Thiên can tuổi Canh có ngũ hành thuộc kim, gặp năm Giáp Thìn có thiên can là giáp, ngũ hành thuộc mộc là quan hệ tương phá. Điều này cho thấy năm 2024 là một năm tương đối không tốt đối với quý nam tuổi Canh Thân. Quý nam có thể gặp phải một số khó khăn và thử thách trong cuộc sống, đặc biệt là trong gia đạo và sức khỏe. Về gia đạo, tuổi Canh Thân có thể gặp phải một số mâu thuẫn với các thành viên trong gia đình. Những mâu thuẫn này có thể ảnh hưởng đến tình cảm của các thành viên trong gia đình. Quý nam cần cố gắng giải quyết những mâu thuẫn này một cách hòa bình và thấu hiểu. Về sức khỏe, tuổi 1980 trong năm này có thể gặp phải một số vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là bệnh về đường tiêu hóa. Quý nam cần chú ý đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để có một sức khỏe tốt. Về tài chính, năm 2024 có thể phải chi tiêu nhiều tiền cho sức khỏe của mình. Ngoài ra, quý nam cũng có thể phải chi tiêu nhiều tiền cho các hoạt động gia đình. Quý nam cần phải quản lý tài chính hợp lý để tránh bị hao hụt. Về địa chi, người tuổi này địa chi Thân gặp năm 2024 có địa chi là Thìn, là tam hợp. Tuổi Canh Thân năm 2024 nam mạng cho thấy công việc đều có những chiến lược và cái nhìn xuyên suốt các sự việc. Các công việc trong năm tiến hành đều được hành thông, sự nghiệp cơ bản là bền vững, tài chính ổn định, công việc kinh doanh làm ăn theo hướng mới được như ý muốn. Ngoài ra, về ngũ hành địa chi Thân, quan hệ tương sinh với địa chi Thìn của năm nên dự báo có được tin vui hoặc là đầu tư tiền bạc trong làm ăn và buôn bán. Về cung phi, nam mạng tuổi 1980 trong năm 2024 cho biết cung phi Khôn ngũ hành thuộc thổ, gặp năm Giáp Thìn cung phi trấn ngũ hành thuộc mộc, chủ về khí họa hại. Năm 2024 Giáp Thìn, người cung Khôn không gặp may mắn trong cuộc sống. Bên cạnh đó, khó tránh những thị phi. Mối quan hệ ngũ hành của cung phi năm xung khắc với ngũ hành cung phi của người tuổi này, nên bản thân trong năm phải tự cố gắng, không được sự giúp đỡ. Đây là năm không tốt để thay đổi công việc. Kết luận, chiếu theo sự vận chuyển của âm dương ngũ hành, nhận thấy có nhiều cơ hội tốt đẹp về phương diện tài lộc, tiền bạc dễ kiếm, công việc làm ăn cũng được hành thông hơn. Nếu có thay đổi, sẽ đón nhận được nhiều thời cơ may mắn. Tuy nhiên, nam mạng 1980 cần phải chú ý cẩn thận khi đi lại. Về sao chiếu mệnh, sao mộc đức, mộc tinh. Mộc đức sao sáng mênh mông, độc tài xuân hạ, thủ đông dạng ngời, tán buồn vốn một phát mười, già mồn rộn rã, nụ cười ấm no. Tuổi Canh Thân năm 2024 nam mạng, sao mộc đức, chủ về năm này, người nam có cuộc sống cơ bản là thuận lợi như ý muốn, hôn nhân gặp nhiều may mắn. Những tháng tốt nhất trong năm là tháng 10 và tháng 12 âm lịch. Nam mạng tuổi này cần phải lưu tâm bệnh về mắt. Về hạn tuổi, nam mạng tuổi Canh Thân năm 2024 phạm phải hoàng ốc và tam tai. Về vận niên là kê hồi viên là tốt. Vận niên kê hồi viên tượng trưng cho hình ảnh của gà thả về với vườn. Trong năm 2024, tuổi Canh Thân nam mạng, đây là vận niên dự báo về những điều tốt lành cũng như thành công đưa tới. Trong năm, tài lộc chủ mệnh tốt, có người biếu tiền bạc hoặc tài sản, kinh doanh đắt hàng. Tuy nhiên, cho vay nợ thì chủ về khó đòi, bản mệnh nên sống chân thành, cẩn thận khẩu thiện. Làm việc gì cũng có thể bị người khác lợi dụng, sức khỏe tốt, nhưng đi lại sông nước cần phải chú ý. Về sao hạn, hạn huỳnh tuyền, đại hạn. Huỳnh tuyền hạn ấy nặng thay, dẫu khỏi tai nạn khiến rảy ốm đau, khuyên ai khấn nguyện hết lòng, cúng sao giải hạn, thoát vòng tai ương.
Người tuổi này nam mạng, gặp hại huỳnh tuyền chiếu mạng, nên sức khỏe cần phải cẩn thận nếu có những chuyển biến xấu. Thậm chí bệnh tật nặng lên và khó có hướng điều trị. Ngoài ra, về công việc trong năm này cũng không được thuận lợi, mưu cầu khó được kết quả như ý muốn. Về tứ trụ, thiên hòa, địa hòa là một sự kết hợp mang đến điểm may mắn và thuận lợi trong cuộc sống. Trong năm 2024, quý nam tuổi Canh Thân có thể gặp phải nhiều cơ hội thuận lợi trong công việc, có thể thăng tiến lên vị trí cao hơn hoặc là được giao những nhiệm vụ quan trọng. Tuy nhiên, quý nam cũng cần phải cẩn thận cho việc xử lý các mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên. Kết luận. Tổng kết lại, dựa vào tử vi tuổi Canh Thân năm 2024 nam mạng, nhận thấy đây là một năm có nhiều khởi sắc hơn so với năm trước. Công việc làm ăn thuận lợi, mưu cầu tiền tài dễ dàng, có thể đạt được thành tựu ngoài mong đợi. Tuy nhiên, sức khỏe không được tốt, trong nhà có chuyện buồn đưa tới. Với những cơ hội về tài lộc, công danh, sự nghiệp thì quý nam tuổi 1980 hãy tận dụng thật tốt, lên kế hoạch để chuẩn bị cho những mục tiêu của bản thân được thành công. Chúc nam mạng tuổi Canh Thân một năm Giáp Thìn vạn sự như ý.